Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho biết, hiện nay tình trạng nước sông Hồng tiếp tục cạn kiệt đang ngày càng nghiêm trọng và đã gây ra tình trạng sói lở hai bên bờ sông. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục. Mùa kiệt thì đang đến gần, tình trạng sói lở được dự báo là sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho biết, mặc dù chưa đến mùa kiệt nhưng có những điểm tại Hà Nội mức nước đã hạ xuống còn 5 mét. Những năm gần đây, lưu lượng nước xả xuống hạ du từ Hồ Hòa Bình, Thác Bà đều tăng 1,5 đến 2,8 lần. Rất có thể mực nước thấp kỷ lục tương tự như xảy ra vào năm 2010 sẽ tái diễn. Hiện lòng dẫn sông Hồng, sông Lô và sông Đuống đang bị sói sâu. Việc khai thác cát quá mức trên các con sông này cũng đã vượt quá khả năng bồi đắp của bùn cát, khiến cho tình trạng cạn nước tại sông Hồng càng diễn ra nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, thì việc phục hồi lòng dẫn của sông Hồng là rất khó. Nếu tình trạng này còn kéo dài, sẽ gây thiếu nước canh tác cho nhiều tỉnh thành phía Bắc, kéo theo đó là sự sụt lún của đất nền và sẽ phải tốn hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục. Sông Hồng có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nước tưới cho cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trước đó vào năm 2010, mực nước đã xuống mức kỷ lục, có điểm ở Hà Nội xuống còn 0,1 mét.